Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình tiếp tục tô màu nhé các bạn.
Tô màu son nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu chưa? Đâu, pin này còn bao nhiêu? Pin nó còn 8 mấy hay 7 mấy, cho đi thè mà. 81. Đâu như 89 rồi. À đâu, 9 mấy chứ. Pin iPhone tụt mất nhanh. Ờ, tụt nhanh lắm. Mẹ vừa sạc vừa chơi xong. Mẹ sạc mấy tháng xong tôi còn tụt kèo vào luôn. Con cứt được dùng mấy tháng, con dùng chẳng mấy tuần cho nó tụt tụt dần dần thôi, tụt nhưng tụt ít thôi, tụt 1% dần dần. Ừ. Nó không phải chột luôn đâu. Nhưng mà điện thoại mày có chột đâu. Dạ. Điện thoại mình chai rồi, 100% vẫn nguyên xì. À. Đây nó là kiểu. Bây giờ ta xem tim mày mấy nghìn. Đấy. Ta xem tim mày mấy nghìn. Đây. 13 phần tầm 3.200. Còn mà tầm 3.200 người ta có 2.700, mà ta còn có cái sọc nữa, tối pin hơn. Cái sọc ăn pin nhiều hơn. Pin mày hơi bao nhiêu pin tàn? Hơn gì? Mẹ đấy, mẹ cứ Quỳnh Anh cho Quỳnh Anh chửi rồi.